xuất phát điểm mình là một người Phật tử, cho nên là trong lòng của mình luôn khắc khoải một điều, đó là làm những cái việc gì để mà tạo lập phước thiện cho mọi người. Và thông điệp của sư phụ đã dạy cho chúng thanh niên là làm phước 5G. Và mình cũng trăn trở mãi rằng là vậy thì cái công cụ, phương tiện nào để giúp cho mình có thể làm phước 5G giống như là lời chỉ điểm của sư phụ. Thì rất là thuận duyên, đầu xuân năm mới, một người em đã cho mình nghe một bài hát Kinh Ca Nhất Dạ Hiền Giả của cô ca sĩ Hiền Anh. Và cũng là thuận duyên ngày hôm đấy thì mình cũng được đến để mà chúc Tết đầu xuân năm mới nhà cô. Thì thật là may mắn, và biết cô cũng có những cái khóa học của cộng đồng doanh nhân thiền ca, và ngay lập tức là mình muốn được đồng hành, bởi vì mình biết được rằng là những lời ca tiếng hát của cô không phải chỉ là những lời hay, những lời ý đẹp nữa, mà đó chính là lời của Phật dạy được thông qua, được truyền tải những bài hát mà cô ca sĩ Hiền Anh thể hiện. Duyên sáu phút giây kia.